Xin chào các bạn. Hôm nay là kênh Duy Nguyễn THOL chuẩn bị lên một cái video mà đã quay cách đây một tháng. Trong cái video đó các bạn sẽ thấy Duy Nguyễn nói chuyện rất là hùng hồn, rất tự nhiên, rất là mạnh mẽ và rất là ngạo nghễ. Nhưng nó không che được cái cảm xúc mà gọi là buồn. Trong cái video đó các bạn sẽ nhìn thấy một hình ảnh Duy Nguyễn nói chuyện mà tứa nước mắt ở cái khung cảnh là sao ấy nha, chứ không phải là tứa nước mắt ở cái giọng điệu của Duy Nguyễn. Một cái tòa building mà nó rễ cả năm, một cái lượng tiền khủng khiếp đổ vô thiết bị, nhập máy tập để rồi đứng đó đóng bụi và bị nghỉ xét, phải khắc phục này nọ kia. Quả là một cái năm mà Covid rất là đau buồn cho tất cả những người làm ăn. Nên thông qua cái video đó, Duy không muốn mang lại cái sự buồn bã cho người xem, nên Duy quảng cáo bằng cái kiểu đó các bạn. Nói thật sự thì cũng Duy Nguyễn cũng muốn là hy vọng cái tòa nhà BBT quận 7 nó sớm khai trương để có thể làm cho nó đẹp đẽ hơn, những cái máy móc đó có thể là nó ráp lên cho nó nhìn cho nó hoành tráng hơn, chứ để như vậy nó xót không mà. Và thông qua video đó là các bạn thấy được đó, là tất cả những gì Duy Nguyễn đã chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó thất bại. Nó thất bại chỉ vì hai chữ Covid. Bây giờ mời các bạn xem. Rồi, chào mừng các bạn đến với BBT quận 7. Đây là tòa nhà thứ tư của Duy Nguyễn. Đây. Wow. Và sau này nó sẽ trở nên một tòa nhà đẹp nhất trong hệ thống BBT, với đèn điện ánh sáng lung linh, với những con người tập luyện đẳng cấp trong một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay Duy vinh hạnh đứng tại địa chỉ 102 Lý Phục Quang, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khu Nam, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng kẹt xe trên đường trên đại lộ Đông Tây, để giới thiệu cho các bạn những thiết bị tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh, VIP nhất, đắt tiền nhất, đa dạng nhất và chịu chơi nhất, vượt qua luôn quận 9. Thiết bị Mỹ Đế 2N full răng 100%. Xin trân trọng giới thiệu bạn, hãy cùng tôi đến từng sàn tập, từng phòng tập, từng cái khu vực bố trí máy nào. Tôi sẽ là một người giới thiệu, tư vấn các bạn dịch vụ VIP nhất. Xin mời các bạn đến với những chiếc máy tập Mỹ Đế hàng đầu hành tinh đẹp nhất Việt Nam. Vô. Do tình hình điện lực bị thiếu, nhà nước đang cấp thêm đồng hồ điện 3 pha cho Duy Nguyễn, xài 3 cái đồng hồ luôn. À, tại nhà nó bự á, nên mình xài được 3 cái đồng hồ luôn. Nên trong đây không gian hơi tối mà chó hơi nhiều. Đó, nên các bạn nào sợ chó vui lòng out khỏi video nha. Bây giờ Duy sẽ mở đèn led lắp lên cho các bạn xem những thiết bị đẳng cấp VIP nhất. Với trị giá cái máy tập máy nào đấy là từ 150 tới 200, thậm chí có máy 500 triệu luôn. Wow. Đầu tiên đập vào một căn hầm huyền thoại. Các bạn sẽ nhìn thấy một chiếc máy tập. Bạn nhìn sơ là bạn biết thấy cái máy này là máy BBS Pro Phone Plus đạp đùi với hack squat. Đúng chưa? Nó được nằm chiếm trệ mà hiên ngang trên khu vực này. Đó, cảm ơn mà ai đó đã mới bật thêm một cái đèn nhỏ nhỏ lên. Trời, chó quá trời. Đây, Mỹ Đế 2N dòng BBS nhớ chưa? Khung này là deep nè. Rồi cái gì? Deep và lap full down đồ. Đây. Rồi. Đó, này ghế nhón đồ. Nói chung là tất cả những máy VIP nhất nó đang nằm đây, ở một không gian rất là đáng tự hào và một không gian rất là đẳng cấp của BBT 7 nha các bạn. Và các bạn lia mới tập ở trong kia, không gian trong kia đủ ghê hơn nữa. Trong kia ghê, thâm cung bí sử. À quên giới thiệu, đây là cái hầm của BBT 7 nha các bạn. Cái hầm của BBT 7 dốc đam này là phù hợp cho Boxer Diamond One. Boxer Diamond One có thể chạy từ trên xuống, thiết kế dốc đam rất là đẳng cấp nha các bạn. Ở trên nó bầu. Đó, khi bạn chạy xuống đây nó phải lai ra. Và hệ thống nước mưa đó, nếu mà nó có xuống là tự ngoài nó rớt xuống đây. Xong có cái hệ thống máy bơm tự động automatic bơm nhựa quăng ra ngoài. Đây, chiếc máy tập Mỹ Đế của tôi đây. Đó, máy tập Mỹ Đế để đây cũng lâu lắm rồi bạn. Nó nhập máy nó về năm rồi nè. Nhập về năm là sao biết không? Tại vì á, nhập về năm xong rồi cái mình ngồi mình coi phòng nó thiết kế. Tôi tính là cái phòng này nó sẽ khai trương vào tháng 4 năm ngoái á. Là tức là nó bị trễ đến nay khoảng chừng 8 tháng rồi đó, nên máy ngồi đây. Ví dụ như bạn thấy không, tất cả những phòng gym khác á, nó có phòng xong nó mới đi nhập máy, còn Duy Nguyễn ngược lại nhập máy trước mới làm nhà. Nên đó là lý do mà nó tồn tại vĩnh hằng ở đây. À, cái này là gì biết không, mấy cái ốp mà màu cam cam huyền thoại á, mấy cái ốp của cái ống đồng ở lạnh đó các bạn. Ống đồng ở lạnh nha,
Rồi đi nào, đây thảm cao su. Xin trân trọng giới thiệu cho bạn những cái thảm cao su mà bữa hổm có một cái video 15 triệu hay gì đó. Đây là Duy một lần Duy nhập thảm cao su là Duy nhập cho 40 đinh luôn. Wow. Bạn nhìn cái khuôn viên thảm cao su này là phù hợp cho một sàn. Đó, ở bên quận 12 nó còn tồn nữa. Đem qua đây chuẩn bị trải thảm cao su ra, rồi mình đem mấy cái máy quyền thoại này lên đó. Và thấy không, cái máy tập Mỹ Đế tôi 100 triệu rồi nè. Cái chỗ này chỗ ăn tiền nha mấy em. Đó, máy tập Mỹ Đế 100 triệu nè, đó, nó khuyến mãi có miếng dán hồ mà để cái bên nữa nè bạn thấy không? Sang chảnh chưa? Nó luxury chưa? Đó. Nè nè nè, vô đây rồi đó. Trời ơi máy xịn ba. Máy là máy kéo tay này nhớ chưa? Rồi cái máy ăn trong là máy gì mấy em biết không? Cái máy ăn trong nè, cái máy ăn trong là cái máy mà Olympic 4-way. Olympic 4-way nhớ chưa? Trời ơi, LED full down đồ. Đó, hệ thống máy chạy bộ, son đồ. Đó, chip mill đồ ở trong kia. Còn máy nhóm bắp chuối đây. Thấy không? Máy nhóm bắp chuối đây đi giật bật này đó kia đó bạn. Đó. Rồi. BBS, BBL đồ đây. Đó, hệ thống thang máy đây. A few minutes later. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên từng tầng để chúng ta nhìn thấy từng máy. Từng tầng nhìn thang máy các bạn sẽ hỏi ủa vậy cái dòng mà BA đâu anh Duy Nguyễn, bên đây có BA không? Bên đây có BA không? Xin thưa với các bạn, bên đây nó có hai dòng luôn. Đây là một dòng BBS. Đúng không? Và một dòng PA nữa, nó kết hợp với nhau. Ủa vậy đủ máy cho anh Duy Nguyễn xin chưa? Hả? Chưa có đủ đâu. Biết sao chưa đủ không? Trời đất ơi, bên quận 9 còn làm lô chập phá kìa. Bên quận 9 bổ sung cái gì bạn? 2 tỷ rưỡi hay gì đó. Là cái lượng bổ sung bên quận 9 nó bằng với cái lượng bổ sung bên quận 7. Tại ngày trước là Duy nhập thiếu máy nên bên quận 9 nó bổ sung lượng đó. Thì bên quận 7 này nó cũng vẫn có một cái lượng máy khủng khiếp của dòng BBS và dòng BBD. Để nó nằm chiếm trệ trên một cái tầng 1 Full tiền luôn. Rồi mời các bạn đi lên tham quan với tôi. Tạm thời Duy xin bí mật tầng 1. Tại vì tầng 1 Duy dự định là làm một video riêng để kiếm tiền quảng cáo. Nên Duy sẽ dẫn mọi người lên luôn tầng kia. Tầng trệt đó, tầng trệt là tầng chưa nói được. Giờ đi lên tầng kia nha các bạn. Và đây là máy. Đây Track Handle Sport hàng xịn nè mấy em. Track Handle Sport hàng xịn nha. Của dòng máy PA. Tất cả những máy PA đã được nhập về và để sẵn trên tầng 1 rồi. Chờ một ngày gỗ bên Đức nó nhập về, Duy lót gỗ này là Duy tháo máy ra Duy ráp luôn. Hiểu không các bạn? Bạn nhìn trần nó đã hoàn thiện hết trơn rồi, chỉ thiếu mỗi cái máy lạnh thôi. Thì đó là những nơi ngự trị của máy PA quyền thoại. Rồi qua đây. Qua đây, và đây máy PA này, PA gì đây? PA này trùm mền, nói chung này tử tế hơn dưới mấy em ơi. Thằng này không biết PA gì nữa. À PA đá đùi. PA đá đùi, PA kéo lưng, PA kéo xô, nói chung là mệt quá, mấy chục cái máy PA nằm đây rồi. Rồi đây là khu vực toilet nam và nữ. Xin trân trọng giới thiệu các bạn. Đi thẳng cái lối đi quyền thoại này là sẽ ra một cái phòng yoga khá là rộng. Phòng yoga khá là rộng ngoài kia. Đây. Đây là khu vực toilet. Thấy con khỉ gì đâu mà quay mấy em. Nói chung mấy em biết, mấy em giờ biết là tại vì trong đây là chịu chơi lắm, đầu tư rất đắt đỏ những cái thiết bị mà nói chung nó biết quân chính nhiều. Chỗ này là nó có một cái event center. Nó có khu hội nghị. Sàn tập rộng hơn, chức năng chuyên biệt hơn, nói chung rồi professional hơn. Thí dụ như bây giờ cá nhân Duy là chủ đầu tư, Duy nói một câu đi rồi kết thúc chương trình này. Thì cái quận 9 bạn chấm nó 6 điểm thì cái này phải là 9 điểm rưỡi. Quận 9 á, mà thấy rồi sao? Nó là 6 điểm thì này 9 điểm rưỡi. Wow. Nha các bạn. Quận 7 linh hồn của BBT. Tất cả những sự kiện lớn, event, vũng giải thi, giải đấu, THL Karami, rồi THL Home Gym gì đó đều được show up ở bên này. Và kết thúc video này, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì Duy sẽ đến với một video cuối cùng cho các bạn tận mục sở thị một cái home gym 500 triệu của Duy Nguyễn như thế nào. Một người cuồng gym, một người yêu gym, một người sẵn sàng bỏ ra số tiền 500 triệu để đầu tư một cái home gym để ngạo nghễ với đời.